Hội người mù quận Hoàng Mai 15 năm vững bước trên con đường hòa nhập. Sáng ngày 26 tháng 3 vừa qua, Hội người mù quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập 2004-2019. Tham dự hội nghị có bà Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, ông Vũ Thủy, Chủ tịch Hội người mù quận Hoàng Mai nhấn mạnh: 15 năm qua được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, hội đã đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa các văn bản của Đảng nhà nước đi vào thực tiễn. Hội luôn nâng cao chất lượng hoạt động thông qua những sự giúp đỡ thiết thực về vật chất bằng nguồn kinh phí của địa phương để chi trả lương, hoạt động văn phòng cho cán bộ và các buổi sinh hoạt hội. Từ khi thành lập Số hội viên là 56 người, Hội người mù Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận và Ủy ban nhân dân các phường, tổ dân phố, cụm dân cư khảo sát, vận động, kết nạp thêm 52 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 108 người thường xuyên sinh hoạt. Công tác vận động xã hội hóa luôn được các cán bộ hội chú trọng. Hàng năm, nhờ vào sự giúp đỡ ủng hộ bằng nhiều nguồn của những nhà hảo tâm, các doanh nghiệp Hội đã có nguồn kinh phí hoạt động ổn định, chăm sóc thăm hỏi những người khiếm thị ốm đau, già yếu, hiếu hỉ, không may gặp hoạn nạn hoặc người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, hay động viên những người khiếm thị vượt khó vươn lên trong học tập và mở những lớp dạy nghề, dạy chữ nổi cho những hội viên mới tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, hội đã mở năm lớp dạy nghề ngay tại trụ sở hội và cử các hội viên tham gia nhiều khóa đào tạo nghề xoa bóp tầm quất, tập huấn, nâng cao tay nghề tại Hội Người Mù Việt Nam, Hội Người Mù Thành phố Hà Nội và các cơ sở khác. Hiện nay đã có 24 người đang trực tiếp làm nghề tại những cơ sở cá nhân, có 10 cơ sở do anh chị em hội viên đứng ra quản lý. Năm 2009, được sự giới thiệu của Hội Người Mù thành phố Hà Nội, hội đã tiếp nhận một dự án từ tổ chức Abilit Phần Lan trị giá gần 10.000 euro. Nhờ có nguồn tài trợ này mà quận hội đã có 8 nhân tố để đào tạo tin học cơ bản cho các hội viên. Đến nay số hội viên biết vi tính lên đến 33 người hội cũng đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền sinh hoạt hội họp tập thể cho hội viên nhằm củng cố và đáp ứng nhu cầu nâng cao sự hiểu biết nhận thức cho người khiếm thị ở quận hoàng mai như phối hợp với ban tuyên giáo quận ủy trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề về tư tưởng đạo đức hồ chí minh hay về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Luật bầu cử Hội đồng nhân dân, Hiến pháp sửa đổi bổ sung của đất nước. Hội đã chủ động phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai cùng các ban ngành đoàn thể ở địa phương xây mới một ngôi nhà đại đoàn kết cho một hội viên ở phường Thanh Trì và sửa chữa, nâng cấp một ngôi nhà cho một hội viên ở phường Đại Kim. Bên cạnh đó, hội vẫn luôn tiếp tục phối hợp và tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội quận trong 139 lượt gia đình hội viên được vay vốn với tổng số vốn quay vòng là hơn 1,9 tỷ đồng. Nhiều những ứng dụng công nghệ thông tin cho người khiếm thị của thế giới Việt Nam đã được ban chấp hành ứng dụng trong công việc quản lý cũng như triển khai các mặt hoạt động ban chấp hành còn tuyên truyền, động viên, giúp đỡ người khiếm thị, tiếp cận những kiến thức cơ bản của công nghệ thông tin, đưa vào cuộc sống hàng ngày, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, tự tin, vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng. Hội thường xuyên luân chuyển sách, báo, chữ nổi cho hội viên, đọc, nghe đĩa, phổ biến kiến thức, trình độ dân trí của hội viên được nâng lên rõ rệt. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các mặt hoạt động của hội hay các tấm gương người tốt việc tốt. Đã có 145 tin bài được đăng tải trên Đài Tiếng nói Việt Nam, VTV6, VOV2, báo Giáo dục thời đại, tạp chí Thương trường, báo Tuổi trẻ Thủ đô, tạp chí của Hội người mù Việt Nam và thành phố Hà Nội hội còn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt câu lạc bộ có tính định kỳ hàng tháng với nhiều hình thức phong phú phù hợp với từng giới và độ tuổi khác nhau như câu lạc bộ hai vượt bốn rèn năm phấn đấu câu lạc bộ về hạnh phúc gia đình phối hợp với hội người mù huyện thanh trì tổ chức câu lạc bộ dạy bơi lội cho cán bộ hội viên vào các chiều thứ năm hàng tuần phát động các phong trào thi đua các cấp hội đặc biệt nhiều hoạt động xã hội và kết hợp được hội viên tham gia rất nhiệt tình, trách nhiệm như chạy cùng tôi, quanh Hồ Gươm, kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12, được người dân thủ đô hưởng ứng. Festival Niềm tin và ánh sáng lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba do Hội Người Mù thành phố Hà Nội tổ chức, tổ chức liên hoan văn nghệ thể dục thể thao, cùng cụm thi đua số 2. Đây là những hoạt động thiết thực mang lại cho người khiếm thị hòa nhập với cộng đồng. Thành Nguyễn. Tin hoạt động của Hội Người mù quận Cầu Giấy. Hội Người mù Cầu Giấy tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 8 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Hội Người mù quận Cầu Giấy, sáng ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại hội trường Hội Người mù quận Cầu Giấy, số 4 đường Phạm Hùng. Hội Người Mù quận Cầu Giấy đã long trọng tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 8 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về dự và làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hoạt, quận ủy viên, phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy, các đồng chí, ban chấp hành và 58 hội viên tiêu biểu của quận hội đã có mặt đầy đủ. Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đồng chí Vũ Văn Hoạt đã chuyển tới hội viên của quận hội toàn bộ nội dung của nghị quyết kỳ họp lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Kỳ họp lần thứ 8 khóa 12 có 3 nghị quyết. Nghị quyết về phát triển kinh tế biển, nghị quyết về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2018 nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Văn Hoạt cũng đã chuyển tới hội viên của quận hội toàn bộ nội dung bản di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những điều đất nước ta đã hoặc còn chưa làm được theo ước nguyện thiêng liêng của người. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị rất bổ ích với hội viên của Hội Người Mù quận Cầu Giấy. Nguyễn Văn Đức về cuộc thi đọc viết chữ nổi ở cụm thi đua số 4. Căn cứ quy hoạch số 03 KH HNM Hà Nội ngày mùng 4 tháng 1 năm 2019 của Hội Người mù thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi kỹ năng đọc viết nhanh chữ nổi Pride đồng hành cùng tôi năm 2019 nhằm chào mừng 50 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2019, Ban chấp hành Hội Người mù bốn đơn vị Đan Phượng, Trương Mỹ, Hoài Đức, Hà Đông long trọng tổ chức cuộc thi Kỹ năng đọc viết nhanh chữ nổi Pride đồng hành cùng tôi năm 2019. Tới dự với cuộc thi có ông Bùi Trọng Minh, bà Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và các thí sinh, ban chấp hành và cán bộ chuyên môn của bốn đơn vị. Thông qua cuộc thi này, thường trực của bốn đơn vị cũng muốn góp phần nâng cao khả năng đọc viết chữ nổi, giúp cho đông đảo cán bộ, hội viên hiểu hơn về tầm quan trọng của chữ nổi đối với đời sống của người mù ở cụm số 4 nói riêng, trong toàn thành phố nói chung. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên ở các đơn vị trong cụm có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nhau, giúp cho mối quan hệ giữa thường trực cũng như hội viên trong cụm số 4 ngày càng gần gũi, thân mật, đoàn kết với nhau hơn. Cuộc thi này cũng là dịp để mỗi người khiếm thị ở cụm 4 bày tỏ tấm lòng tri ân với ông Louis Braille, người đã phát minh ra hệ thống chữ nổi, giúp những người khiếm thị có được một phương tiện hỗ trợ vô cùng hiệu quả, từ đó có thể học tập, làm việc cùng hòa nhịp với cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu tới cộng đồng về khả năng, nghị lực cũng như tấm gương cán bộ, hội viên khiếm thị nhờ chữ nổi Braille đã tự tin khắc phục vượt qua hoàn cảnh để vươn lên tự tin khẳng định vị thế của bản thân mình trong gia đình và xã hội. Kết quả sau gần 3 giờ đồng hồ, ban giám khảo đã trao hai giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba cho 8 thí sinh tham gia. Ban tổ chức sẽ chọn ra hai thí sinh đạt giải nhất và hai thí sinh đạt giải nhì để bồi dưỡng cử tham gia cuộc thi đọc viết nhanh chữ nổi do hội mù thành phố tổ chức về dự với cuộc thi bà Chu Thị Thu Hà đã phát biểu đánh giá rất cao những hoạt động của cụm thi đua số 4 trong thời gian qua đặc biệt là sự chuẩn bị khoa học và chú đáo cho cuộc thi đọc viết nhanh chữ nổi lần này chất lượng của các bài luận rất tốt tuy nhiên cần quan tâm tạo điều kiện để các thí sinh sẽ tham gia thi tại cuộc thi do hội người mù thành phố tổ chức đạt kết quả thật cao. Mặc dù có một số công việc phát sinh khiến cho cuộc thi phải kết thúc muộn hơn so với dự kiến, nhưng tất cả mọi người đều hết sức vui mừng, phấn khởi. Người viết Ngà Trần Tin hoạt động của Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2019, tại phòng họp số 7, nhà CT6C, khu đô thị Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Hội người mù quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Hội người mù quận Bắc Từ Liêm lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban kiểm tra, các tri hội trưởng và toàn thể hội viên của 13 tri hội trong quận. Sau khi nghe toàn văn dự thảo báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 1 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2 2019-2024 của Ban chấp hành khóa 1 xây dựng, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi và đều thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo sáng tạo sâu sát của Ban chấp hành, hội đã hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 1, giao trên các mặt hoạt động. Đời sống của hội viên ngày càng được cải thiện, các chế độ bảo trợ xã hội cơ bản được giải quyết, đầy đủ an sinh xã hội được đảm bảo. Vị trí chính trị của tổ chức hội được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Ban chấp hành khóa 2 cần phải làm tốt hơn nữa việc gần gũi, sâu sát với đời sống tinh thần và vật chất của hội viên. Hội nghị thống nhất 100% sử dụng điều lệ Hội người mù quận Bắc Từ Liêm lần thứ nhất 2014-2019 giới thiệu ban chấp hành khóa 1 tiếp tục tham gia ban chấp hành khóa 2 để chỉ đạo các mặt công tác của hội giai đoạn 2019-2024. Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Trường, chủ tịch hội, đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu với tinh thần trách nhiệm thẳng thắn, mang tính xây dựng hội. Ông Đỗ Văn Trường cũng nhấn mạnh có được kết quả đáng khích lệ như trong báo cáo đã nêu là có sự đóng góp rất lớn của toàn thể hội viên trong quận. Đồng thời, ông cũng mong muốn cán bộ hội viên của hội lỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục đóng góp xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh. Mà trước hết là tổ chức thành công Đại hội đại biểu hội người mù quận Bắc Từ Liêm lần thứ hai dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2019. Người đưa tin Nguyễn Thu Trang. Và cuối cùng là phần tin hoạt động của Hội người mù huyện Thanh Trì. Hội người mù Thanh Trì khai giảng lớp học hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị. Sáng ngày 29 tháng 3, được sự tài trợ của công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại toàn cầu Lạc Hồng Viên, Hội người mù hiện Thanh Trì đã khai giảng lớp học hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị. Với sự tham gia của 12 học viên và dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Trung Thái, giáo viên công nghệ thông tin của Hội người mù thành phố Hà Nội, lớp học sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng, mỗi tuần các học viên học 3 buổi. Theo đó, chương trình đào tạo sử dụng điện thoại thông minh được ban tổ chức biên soạn thành 8 bài học, từ những bước cơ bản nhất trong việc làm quen với điện thoại thông minh, các thủ thuật thao tác trên màn hình điện thoại, đến việc sử dụng internet, tra cứu Google cũng như những ứng dụng tiện ích giúp cho người khiếm thị trong công việc và học tập. Chia sẻ về mục đích và ý nghĩa của lớp học, ông Trần Thế Đạt, chủ tịch hội người mù huyện Thanh Trì cho biết: Lớp học được mở ra không chỉ là cơ hội để các bác anh chị hội viên tiếp cận với công nghệ mà còn là một cơ hội làm thay đổi nhận thức của xã hội đối với người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Đặc biệt qua lớp học, chính những người khiếm thị cũng sẽ thay đổi nhận thức về khả năng của chính bản thân mình. Cũng theo ông Trần Thế Đạt, xuất phát từ nhu cầu thực tế và khả năng tiếp cận, lớp học sẽ được chia thành hai nhóm: nhóm học viên cao tuổi và nhóm trẻ tuổi phương pháp hướng dẫn và nội dung giáo trình cũng sẽ được giáo viên truyền đạt phù hợp với từng đối tượng học viên. Là một trong những học viên cao tuổi nhất của lớp học, bác Lê Văn Tiến phấn khởi cho biết Chúng tôi chờ đợi lớp học này từ khá lâu rồi. Hôm nay được tham gia vào lớp học là một niềm vui rất lớn của các cán bộ hội viên. Dù đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng khi sử dụng được điện thoại thông minh thì chúng tôi sẽ nhìn thấy sự vận động của cuộc sống xung quanh. Đánh giá rất cao về công tác tổ chức lớp học của Hội Người mù huyện Thanh Trì, ông Nguyễn Khả Hùng, ủy viên thường trực Hội Người mù thành phố Hà Nội nhấn mạnh. Hội Thanh Trì là một trong những số ít tổ chức hội người mù triển khai lớp học sử dụng điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị. Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực chào mừng 50 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam 17 tháng 4 và ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 sắp tới. Hy vọng các bác anh chị hội viên tham gia lớp học sẽ áp dụng thật tốt những kiến thức được học vào công việc và cuộc sống. Được biết, trong quá trình đào tạo, ban tổ chức lớp học sẽ lựa chọn ra những học viên có khả năng để tiếp tục tham gia vào các khóa học nâng cao về điện thoại thông minh trong những dự án tiếp theo. Thành Nguyễn